lắng nghe những chứng nhân lên để mà chia sẻ họ là người có phúc hay vô phúc. Con, thấy đi con. Bây chúng ta nhìn anh chàng này, thấy anh chàng ta là người có phúc hay vô phúc. Vào đâu? Vào đâu? Vào đâu? Giơ tay phải lên cho mọi người coi coi. Đấy, ra lên, đấy. Ờ, con tên là gì? Dạ, thưa cha, con tên là Nicola Lê Văn Hướng. Bao nhiêu tuổi? Dạ, con năm nay 20 tuổi. Rồi, Hướng 20 tuổi, Hướng đang làm gì con? Ở đâu? Dạ, con đang làm nghề chạy xe và đang ở xã Đắk Nông, cái đó, huyện Đắk Minh, tỉnh Đắk Nông. Ở bên Đắk Nông, rồi con chia sẻ cho mọi người coi làm sao con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay con đến đây. Tại vì nhìn Hướng, một thanh niên mà chúng ta thấy to, tay xâm trổ đủ thứ hình hài trên tay, trên đầu, trên người. Nghĩ rằng anh chàng này là một tay bóc trội. Nhưng mà Hướng chia sẻ cho mọi người biết sao con biết giáo điểm tin mừng hôm nay con đến đây con cầu nguyện. Dạ, thưa cha, con... Dạ, thưa cha, con cũng nghe hàng xóm và gia đình. Và năm ngoái con còn đi tới đây cùng gia đình và con cũng khẩn là cầu cho con được lấy người vợ hiền. Và cách đây 3 tháng thì con cùng lấy được một người vợ. Này con mà bao nhiêu tuổi? Dạ, vợ con hơn con 1 tuổi. Rồi con thua con 1 tuổi. Hơn con 1 tuổi, vâng. À, thưa anh chị em, một người thanh niên mà nhìn thì tưởng là mạnh bạo lắm, nhưng mà nói rất là thẹn thùng và nhẹ nhàng. Đến đây để khấn nài xin Chúa lạy trời cho con thương người con thương, và lạy trời cho người con thương, thương con, thương con, thương con đời đời. Đây, anh ra đến đây cầu nguyện lạy trời cho người con thương, thương con thương, thương con, thương con thương, thương con thương, thương con thương, thương con, thương con thương, thương con. Chúng ta nếu mà trong cuộc sống của mình mà được như vậy, mình thương người và được người thương lại, đó là cái hạnh phúc nhất. Và Chúa xuống trần gian này, lòng thương xót Chúa xuống trần gian này chỉ mong ước được như vậy. Chúa thương con người, nhưng con người có thương lại Chúa hay không? Chúa xót thương con người mà con người có xót thương Chúa hay không? Chúng ta thấy câu là tình yêu đáp đền tình yêu. Tình yêu có đáp đền lại cái tình yêu hay không? Hay là Chúa đem tình yêu xuống nhưng mà con người chỉ đáp trả lại bằng sự vô ơn, bội bạc, lỗi ước, quên thề. Chúng ta tạ ơn Chúa vì một người thanh niên. Và các bạn trẻ ngày hôm nay mong ước rằng các bạn hãy đến cầu nguyện để xin Chúa cho con có được một người con thương. Chứ không phải là đi đến những cái chỗ ăn chơi, đi đến chỗ trụy lạc, rồi đem tiền nó ra mà nhử môi, đem tiền đó ra mà mua tình yêu như các đại gia bỏ mấy chục ngàn đô la ra mà mua chân dài trong một đêm, mua những ca sĩ, mua những hoa hậu, mua những diễn viên trong một đêm. Cái đó không phải là tình yêu. Cái đó là vô phúc hay có phúc? Vô phúc hay có phúc? Đó là vô phúc. Còn những người có phúc là biết chạy đến với lòng thương xót Chúa như người bạn trẻ đây. Vậy cha tặng cho... Giờ con đã làm đám cưới chưa? Dạ. Làm đám cưới chưa? Dạ, thưa cha, con làm rồi. Đây, cho tặng cho vợ chồng con nha. Tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng thương xót. Đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Ngày mai là thứ năm 13 tháng 9, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Mời chị em đến để bà cầu nguyện với Đức Mẹ. Mỗi tháng tại giáo điểm tin mừng này, ngày 13 là ngày ký nhớ đặc biệt Đức Mẹ, nhờ mẹ đến với Chúa, mẹ của lòng thương xót, tặng cho cái con cái quạt này, biết để làm gì không? Dạ, nhớ với lòng thương xót Chúa. Nhớ với lòng thương xót Chúa, mà cái quạt này để quạt cho ai? Dạ, quạt cho con. Cho con suy nghĩ lại, lúc con có một mình thì con quạt cho con, để con có gia đình rồi thì con quạt cho ai? Dạ, quạt cho con và vợ. Quạt cho anh, nó to lên, nó đâu có chạy, to lên lớn lên mày.
Hãy lên, quạt cho ai? Quạt cho vợ. Rồi, cho bài tập hoa tay thưa anh chị em. Cho chung vợ để đây tặng cho anh Quấn Tâm thư lòng nhân hậu này để hai vợ chồng cùng đào nhà. Đó, mời con. Rồi, con đến đây.